Ok, để anh xem bấm vào bắt đầu nhé. Bắt đầu làm bài. Ok, đây hả? Ok, để anh zoom to lên một chút nhé, xem nào, mọi người nhìn được ổn hơn không? Ủa? Ok, bắt đầu Ủa? nhé. Đây, chúng ta sẽ xem qua một số cái ở đây. Rồi, con này thì đơn giản thôi, chúng ta cứ lấy máy chúng ta bấm nhé, mấy con này chúng ta bấm hết thôi. Đây là bao nhiêu đây? X đúng không? Chia cho 0.5 đúng không? Đấy, alpha bằng mấy đây? Bằng 8 đúng không? Người ta bấm shift zone thôi nhé. Shift zone. À. Đấy, như vậy nó cho mình x bằng 4 nhé mọi người. Đấy. Tiếng nó to quá, tắt tiếng nhé. Tập nghiệm của cái phương trình này là gì đây? Nào, x nhân với 8 có x bằng 0. À, con này là phương trình tích đúng không? Đấy, như vậy là mình lấy là x bằng 0 hoặc là x bằng mấy đây mọi người? Âm 8 đúng không? Đúng không đấy các thím? Ok, rồi con này dễ. Rồi ok nhé, để cho a bằng b thì x bằng bao nhiêu nhé, con này mình lấy máy tính ra thì các em bấm a này, a của chúng ta nó là cái gì đây, nó là x trừ 6 đúng không? Đấy, x trừ 6 trên cho 3 đúng không? Sau đó các em để cho anh là alpha bằng này. Ok, ô từ từ, cái này nó cái con chuột này có vấn đề rồi. Trên cho đây là 2x đúng không, trên cho 5 đó, đây là a bằng b nha mọi người. Sau đó chúng ta bấm shift zone thôi, shift zone. Đó, bằng. Như vậy nó là bằng âm 30 nhé mọi người nhé. Âm 30, vậy ta chọn là ý. Ý này này. Trả lời nha. Rồi ok. Cái câu này là hôm nay vừa chữa cho mọi người đây, mọi người còn nhớ không? Cái tỷ lệ của MN mà chia cho PQ, MN trên cho PQ thì nó bằng gì nào? Nó bằng là OM trên cho OP đúng không? Có đúng không mọi người? Thế cái OM bằng mấy? OM có phải là bằng 12 không? Đúng chưa? Còn OP có phải là 12 cộng bao nhiêu? Cộng 24 không? Đấy, vậy kết quả là bao nhiêu nào? 1 phần 3 đúng không? Ok. Rồi. Cho tam giác ABC này, đường cao AH này, qua điểm M bất kỳ kẻ đường thẳng song song. Câu này còn nhớ đáp không Phong? Không. Không nhớ đáp, ok, thế thì để anh viết sang đây. Xem nào, người ta yêu cầu là cái gì nhỉ, cho cái gì ta, cho tam giác ABC đúng không? Đây, để anh chụp màn hình đi. Ok nha. Rồi, cho tam giác ABC đường cao AH này. Đấy, vẽ bừa một cái tam giác ra, tam giác nào cũng được, anh vẽ luôn một cái tam giác ở trong đây cho nhanh nhá. Đó, đây là cái tam giác ABC này, đường cao là AH này. Nhà đang có khách ở phòng ABC này, đường cao AH này, được chưa? Rồi, qua điểm M bất kỳ nằm ở trên AB, ta kẻ đường thẳng song song với BC này. Đấy, và nó sẽ cắt cái AC tại cái điểm N. Nhà mày hảo hán đấy không? Đó, kẻ cái đường thẳng như thế này nha mọi người. Rồi. Điểm M này ở trên AB này, đúng chưa? Kẻ đường thẳng song song này, cắt AC tại cái điểm N này, đúng chưa? Và nó cắt AH, cắt MN thì tại điểm K đúng không? Đó, tại điểm K nhé. Ở đây người ta cho mình cái tỷ lệ đó là gì đây? Đó là AK. AK trên cho cái AH đúng không? Cái này nó cho mình bằng 3 phần 5. Đúng không? AK trên cho AH nó bằng 3 phần 5. Đấy. Thì từ đó mình sẽ, cái này nó cũng chính là bằng cái gì luôn? Nó cũng bằng là AM đúng không? Trên cho gì luôn? Trên cho AB phải không Phong? Có đúng không? AK trên cho AH thì có đúng bằng AM trên AB không? Ta lét đi. À, liều. Đúng không? Có nhìn ra đúng đây. Cậu không nhìn ra kịp không? Có Ok. Đấy. Vậy nó bằng 3 phần 5 thôi nha. Đấy, câu này cũng đơn giản thôi. Có 3 phần 5 không? Có đây đúng không? Trả lời coi. Đấy. Cái câu này là hôm nay cậu hỏi đây à Phong? Phải không nhỉ? Cái lúc buổi tối mày 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 hỏi anh ấy có phải không? Phải không đi không? không Không phải câu này à? Ok, cho tam giác ABC này, có D là trung điểm của AB nhé. Thôi cứ vẽ cái hình ra trước đây đúng không? Để xem nó thế nào nhá. Vẽ cái tam giác ra.
Thực ra mấy cái bài toán này nó cũng đơn giản thôi, nó chẳng có gì khó đâu. Để nhận A, B, C này. Được chưa? Rồi chúng ta lấy là D là trung điểm của AB nhé. Để em lấy D vào đây. Đúng không? Em có cái đoạn bằng nhau luôn. Đoạn này này, bằng đoạn này này. Rồi tiếp tục. E là trung điểm của AC, lấy đây là điểm E đúng không? Để em có thêm cái đoạn này này, bằng cái đoạn này này. Rồi tiếp tục. Trên cạnh AD ta lấy một cái điểm H. Trên cạnh AD này ta lấy một cái điểm H. Sao cho là AH trên AD thì bằng 2 phần 3. AH trên AD bằng 2 phần 3. Như vậy các em phải chia ra làm 3 khúc đúng không? Đấy, thì H của em nó nằm ở dưới chỗ này này. Đó. Trên cạnh AE ta lấy điểm K. Rồi sao cho là AK trên AE cũng bằng 2 phần 3 nhé. Cũng chia làm 3 khúc nhé. Đó, thì đây AK chiếm 2 khúc, còn AE chiếm 3 khúc. Rồi, thì khi đó á, nào về check xem cái nào là đúng nhé. Cái này thì cũng ta lét ta lủng thôi, đúng không? Kẻ cái này sang đây cái đi, nhìn cho nó dễ ta lét nha. Đó, ok. Rồi, bây giờ xem nào. AH trên AC. AH trên AC thôi. Chắc là hỏng rồi. À không, nhưng mà AH trên AB vẫn được, đúng không? Cái con này là không được đây này. AH trên AC, cái này không được đâu. Mọi người phải đưa về đúng nhánh nha. AH trên AB xem nào. AH trên AB bằng AC trên AK. Thôi con này hỏng rồi. Đúng không? Cái con này thực chất nó đưa về như thế này này. Đó là AH trên cho AB thì nó bằng là AC trên cho AK. Như vậy con này hỏng nha mọi người. Con này hỏng đấy, con này hỏng. AH trên AB đấy, thì phải bằng là AK trên AC cơ. Đấy, con này sai nha. Con này sai. Con này sai. Xem nào. AH trên AK. AH trên AK thì nó bằng là AC trên cho AB. AH trên AK bằng AC trên AB á, con này cũng sai luôn nha mọi người. Con này sai nhỉ. Con này nó không thể đưa được về cùng nhánh nên chắc chắn sai luôn. Đấy, nó phải là AH trên AB cơ thì mới mới ăn. Cái này không đúng đâu. Con tiếp theo xem nào. AH cái gì đây? Để anh viết thử xem nào. Con này AH nhân AB thì thôi đi luôn rồi nha. AH nhân AB thì là AH và AB nằm trên đường chéo, đúng không? Thì không không thể nào mà đưa được về AH trên AB đâu. Đấy nhé, AH này. Đó, thì nó phải AB nó ở cái chỗ này. Đó. Được chưa? Cái chỗ này nó là AK và cái chỗ này nó là AC. Đúng chưa? Thế thì cái ý này với cái ý ý số 2 này này, hai ý này là giống nhau nhé mọi người nhá. Đấy, AHAB nằm trên đường chéo này, đúng không? AKAC cũng nằm trên đường chéo, như vậy là hai cái ý này là giống nhau, sai nhé mọi người. Nó phải cùng nằm trên một nhánh mới được nha. Cái ý cuối này chắc chắn là được này. Ý này anh sẽ viết lại nhá. AH ở cái chỗ này này thì AC nó ở chỗ cuối. Được không? Cái chỗ này anh để đây là AK thì cái chỗ này anh để đây là AB chẳng hạn. Đó, thì bây giờ mọi người nhìn xem đã chuẩn chưa? AH trên AB đúng không? Đấy, AH trên AB thì bằng là AK trên AC đúng không? Cái này nó chính là ta lét. Chuẩn chưa? Thì cái ý này đúng nhá mọi người nhá. Đó, thì mọi người nhớ cái nguyên tắc viết ta lét là gì? Đó là chúng ta phải viết làm sao cho tất cả những cái đoạn của mình nó trên cùng nhánh. Anh lấy ví dụ nhá. Ví dụ chúng ta có là AH trên cho AD này. Đấy, được không? Thì cái chỗ này nó phải bằng là AK trên cho AE. Đó. Tuy nhiên là trong cái bài của mình ạ thì người ta sẽ không không có viết cho mình như thế này để mình đọc được luôn đâu, mà người ta nhân chéo lên thì lúc đấy người ta sẽ sinh ra cái biểu thức đó là gì? Đó là AH nhân với AE. Đó thì nó bằng là AD nhân AK. Mọi người hình dung ra chưa? Đấy, ta lét như vậy thôi, đúng không? Loát được không đấy mọi người? Được không đấy? Anh nhô. Có. Ok, đấy, người ta sẽ viết ở trên cùng nhánh nhá mọi người nhá. Đấy, như vậy câu này ta chọn ý cuối là ok. Ý cuối này. Đó. Rồi câu tiếp theo này, người ta hỏi mình là cái phương trình này nó có mấy nghiệm dương đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình tính cái số lượng nghiệm của nó thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ bấm cái máy tính như thế này. Mọi người bấm cái đúng phân số nhé. Để cái mẫu là số 1 này. Ok. Trên tử thì mọi người lấy vế trái trừ vế phải cho anh nhé. Mọi người bấm đây là x thì bình phương trên cho x cộng 1 này. Đó, ok, trừ đi vế phải này. Vế phải thì chúng ta bấm phân số này. Trên tử đó là 2x cộng 3 đúng không? Dưới mẫu đó là 2. Đó, ta bấm như vậy. Đấy, lấy vế trái trừ vế phải, sau đó ta bấm shift zone. Được chưa? Đấy. Rồi, thì khi mọi người shift zone xong thì nó sẽ tìm được cho mọi người một cái nghiệm đó là âm 0,6. Bây giờ anh sẽ loại cái nghiệm âm 0,6 này đi bằng cái cách là anh sẽ để cái nhân tử dưới mẫu này. Đó là x cộng với lại 0,6. Được chưa? Đó. X cộng 0,6 nhá. Đấy. Thì khi đó thì cái x cộng 0,6 nó nằm dưới mẫu, cho nên nó sẽ loại đi cái nghiệm âm 0,6 của mọi người nhé. Ta tiếp tục ta bấm shift zone. Bằng. Đợi một chút xem có nghiệm hay không nha.
nó đơ như thế này chắc là khả năng không có rồi, nó bảo là can nó sâu này nên là không giải được cái này. Anh sẽ nhập thử vào đây một số dương xem nó có giải được không nhé. Đó, nó cũng báo là không giải được nha mọi người. Đó, thì chúng ta nhớ cái biểu thức này nha mọi người. Đó. Ok chưa? Như vậy là ta chọn là không nhé. Đó. Ok rồi. Được không hả cậu Phong ơi? Cậu bấm nó có ra không cậu Phong? Có. Ừ, ok. À, mình sang cái câu tiếp theo này. Cho tam giác ABC cân tại A này. Đấy, tia phân giác các thứ. Rồi, chọn khẳng định đúng. Vẽ thử cái hình nha mọi người. Ok, cho cái tam giác bài này nó lại tam giác cân này. Ok đấy, tam giác này cân rồi. Mình đánh dấu vào đây nhé mọi người. A này, B này, C này. Cân tại A này, tia phân giác của góc B này. Tia phân giác của góc B đúng không? Ok, chúng ta bắt đầu vẽ cái tia phân giác đây. Đó, tia phân giác trông nó sẽ như thế này này mọi người này. Đó, ok chưa? Thì nó sẽ cắt cái cạnh AC tại cái điểm D nhá. Ok không? Đây là tia phân giác này, ta đánh dấu hai góc bằng nhau. Nó cho mọi người là AB thì bằng 12. AB bằng 12 này. BC bằng 8 này. BC bằng 8. Rồi, khẳng định nào là khẳng định đúng. Ok. Người ta yêu cầu chúng ta tính những cái đoạn ở đây đúng không? Đó là DA và DC đúng không? DA và DC. Rồi, thế thì bây giờ mọi người hình dung như thế này. Bây giờ mọi người có cái bờ của cái tia phân giác ở trong bài này, nó chính là cái thằng BD này mọi người này. Mọi người có nhìn được cái thằng phân giác là cái thằng BD này không? Đấy. Thì cái thằng phân giác này của mình nó sẽ chia cái tam giác này của mình thành hai nửa nhé. Chúng ta lấy là gì? Chúng ta sẽ lấy là nửa bên trái chia nửa bên phải đúng không? Hoặc là chúng ta viết từ gốc phân giác ta viết ra nhé, được không? Thì ta có là cái B, ví dụ anh viết đây là BC đi. BC trên cho BA này. Được không? BC trên cho BA tức là anh lấy dưới anh chia cho trên này thì nó phải bằng là DC trên cho DA. Có đúng không mọi người? Cái này là tính chất của tia phân giác thôi. Có đúng không? Đó. Thế cái Vâng. này lại bằng tiếp. Đấy, hoặc là cái này đến đây anh hướng dẫn cho mọi người một cái thủ thuật ở đoạn này. Hôm nay chúng ta vừa học cái bài toán là giải bài toán bằng cách lập phương trình rồi đúng không? Thì chúng ta nhìn vào đây cho anh này, mọi người nhìn nhá. Cả cái đoạn AC này dài bằng bao nhiêu mọi người? Cả cái đoạn AC có phải là nó cũng dài là bằng 12 không? 12. Đúng không? Nó bằng 12 nhá, vì nó là tam giác cân. Cho nên là nếu mà anh gọi cái đoạn DC này là bằng x. Và nếu cái DC này là bằng x thì cái AD có phải nó bằng là 12 chữ x không? Có đúng không? Đúng chưa? Ok, từ đây thì anh sẽ lập được cái tỷ lệ đoạn này này. Mọi người nhìn anh thay số nhá. BC nó bằng 8 này. Được chưa? BA nó bằng 12. Đúng không? DC nó bằng x, còn DA nó bằng là 12 chữ x. Bây giờ mọi người lấy máy tính giải cho anh cái con này ngay lập tức ra được x. Đấy mọi người giải đi. Hà hà bấm hộ anh nhé hà. Em bấm hộ anh. Không, ở đây không có máy tính. À, để quên, à, để máy tính đây mà anh. À ừ nhờ. Thì mai nhớ cầm lên lớp đi. Ok. Thì xong mình trả. À thằng Phong khôn đấy nhá. À. Được. Nếu mà được giải thì phải chia đôi cho Hà nha. Đúng. X bằng 4,8 nhé mọi người. Được chưa? Đó, như vậy là x chúng ta bằng 4,8 này. Mọi người nhìn thấy chưa? X bằng 4,8 đúng không? Thế thì cái đoạn bên trên là bao nhiêu nào? Ta lấy 12 trừ đi 4,8 đúng không? Vậy nó bằng bao nhiêu? 7,2 nhé mọi người. 7,2. Rồi, như vậy là DC nó bằng là 4,8. DC bằng 4,8. Đây, ý này thì đúng này. Ý này đúng này. Ok không mọi người? Phong bấm kịp ra chưa? Rồi. Ok, rồi. Rồi. Trả lời coi. Đấy, úi trời ơi, nó lại phải đúng rồi. Nào, với giá trị nào của m thì phương trình này nó vô nghiệm nhá. Ok, nó không còn nhiều thời gian đâu, anh sẽ bấm luôn này. Mọi người nhìn anh bấm nha. Bấm vào cái máy của Hà mới bấm được chứ máy thằng Phong không bấm nổi con này đâu. M này cộng với 1 này. Đóng mặt bình phương này nhân với x này, được chưa? Đó alpha bằng này. 3m cộng 7 này. Cứ bấm bình thường thôi, 3m cộng với 7. Được chưa? Đóng ngoặc lại nhân với x cộng với 2 cộng với m. Ok, gọi đánh chụp lại cái phương trình này nhá. Ok Rồi ạ. Phong ơi. Ok, rồi. Đây nha. Đây chúng ta đang có cái phương trình như thế này. Mọi người shift zone này, mọi người bấm cho anh shift zone. Shift zone. Máy nó hỏi m bằng mấy đúng không? Thì mọi người để cho anh ý A là m bằng mấy đây? M bằng mấy đây? Ý A ấy.
Các bạn mở vào âm 2 2 không? đúng 2 Mọi người hiện cho anh âm 2 vào đây. Rồi sau đó mọi người bấm bằng để cho máy tính nó tìm x nha. Cái dòng đen thui này mà ở ở cái con nào thì x nó là con đấy nha cậu Phong. Được chưa? Cái dòng đen thui này nó mà đang ở con x nhá thì máy tính nó sẽ giải ra biến x. Còn nếu mà cậu để cái dòng đen thui vào cái con m như thế này này thì máy nó sẽ giải ra m nhá. Cậu phải để cái dòng đen thui vào biến x. Được chưa? Tôi kệ kệ nó đây, chắc nó hết giờ ấy mà. Mình sẽ để cái dòng đen thui này vào cái biến x nhá cậu Phong. Được không? Vâng. Ok, mình bấm bằng. Cậu có thấy máy tính nó giải ra được x không? Có. Ok, như vậy là IA này không đúng này, vô nghiệm, tức là nó phải không giải ra được cơ. IA này quả người này. Ship zone. Rồi. Cậu nhớ là cậu nhập cho con m nhá. Cậu nhập cho con m là m bằng 3 này. Được chưa? M bằng 3. Rồi, cậu bấm bằng này. Đó, sau đó cậu sang cái con x xong cậu mới được bấm nha. Đây, cậu phải để cái con đen thui này vào con x xong cậu bấm. Đó. Thì lúc này máy nó sẽ báo là không giải được. Đúng không? Can not show này. Để tôi chuyển sang tiếng Việt nha. Đó. Ship zone này, đây tôi nhập lại nhá, m bằng 3 này. Rồi, nhớ phải để cái dòng đen thui này vào biến x sau đó mới được bấm bằng. Đó, thì máy nó sẽ báo không giải được đúng không? Như vậy là trong bài này thì m nó bằng 3 nhé cậu Phong. Ok không cậu Phong? Vâng. Đấy. Ok. Ok. Điểm số 80. Hào hán luôn. Nào, thôi mình làm cái câu tiếp theo này. Cuộc đua cún cưng nhập tên. Mình sẽ nhập vào đây đó là lật. Đấy, được không hả? Alo. Hà ơi. Tên hay đấy anh. Cảm ơn em. Đấy, bắt đầu đua. Nào cho tam giác ABC nhá. Đấy. Đây là cái câu này thằng Phong hỏi anh phải không? Phong, thằng Phong. Để em xem. Nào. Ôi, tia phân giác cũng thế thôi. Đây anh bảo, bây giờ mày quất cho anh quả tính chất tia phân giác thì mày có thôi. Đây nhá, mày nhìn đây. AB trên cho AC đúng không? Đúng chưa? Thì cái này có phải nó bằng là DB trên cho DC không Phong? Đúng tính chất tia phân giác không? À, thay sao đi. Nào, cái này là 3/5 ấy gì? Đúng không? Thì bằng là DB là bằng 6 trên cho DC ấy gì? Từ đó mày rút ra DC bao nhiêu? 5 x 6 là 30. 30 chia 3 bằng mấy? Bằng 10 đúng không? Có đúng không Phong? Đúng mà. Ok, chốt 10 nha các kiếm. Trả lời. Úi dồi ôi. Phong vẫn thua xa mấy con này quá. X bằng 5 là nghiệm của phương trình này này, đúng không mọi người? Đúng chưa? X trừ 5 bằng 0. Đấy, trả lời nha. Đấy. Úi dồi ôi, thằng này đã tiến lên được tí rồi. Mọi người có nhìn được rõ cái hình này không? Có. Ừ. Đấy. Nào khẳng định đúng à? Ý nào mới đúng? MEA trên MC đúng không? Thì bằng MF trên MD đúng không? Và bằng EF trên CD đúng không? Vậy ý này đúng này. Có đúng không hả? Bên máy em không nhìn rõ, nó hơi mờ ấy. Mờ à? Ờ, mờ đúng không? Đây, zoom to lên ạ. Zoom to lên rồi ạ. Úi dồi ôi. Em tự ý đi. Zoom to nó biến mất luôn. Ừ, ý này nhá. Đây, ME trên cho MC thì bằng MF trên cho MD nhá. Đấy. Và bằng EF nằm ngang trên cho CD nhá. Ý này nhá, hả nhá. Ok không? Nhìn không đây? Ok. Ok. Được. Ôi dồi ôi, cái con này vẫn ở phía sau. Nào, cái con này không nên chữa này. Nào, diện tích của tam giác ABC đúng không? À, diện tích của tam giác ABM trên diện tích tam giác ABC đúng không? Thì con này nó bằng gì thôi? Bằng BM trên BC đúng không? Đấy, BM trên BC trong bài này bằng bao nhiêu? 1/3 phải không cậu Phong? BM gần 1/3. Ừ. Ôi trời. Gần được rồi, con của Phong gần vượt được rồi. Sắp được với con áo xanh. Sao được rồi? Ok ok. Tại sao Phong lại mặc cái con màu tím nhỉ? Đúng rồi. Nhập chú cuốn của bạn. Cho hình viện sau này. MH thì bằng 9, MP bằng 18. MH bằng 9, MP bằng 18. MN thì nó bằng 15. Úi dồi ôi. Để cho sang đây làm ta liết cái đã. Phòng ơi là Phòng. Cho các cái đoạn vào đây nha. Nào xem nào, MH bằng 9 này. MP thì bằng 18 này. Rồi, như vậy là nó dài gấp đôi phải không? Mọi người nhìn nó dài gấp đôi không?
MN bằng bao nhiêu nào? MN bằng 15 phải không? Mọi người nhìn thấy không? MN bằng 15. Ừ, Thế đó. thì MK chỉ bằng bao nhiêu thôi? MK bằng một nửa, vậy có phải bằng 7,5 không? Vâng. Đúng chưa? Vâng. Đó, tỷ lệ còn như thế. Từ đó suy ra là gì nào? 2 lần MK cộng 1 lần MH, vậy là bằng 2 lần MK là 2 lần của 7,5 cộng với MH là cộng với 9, đúng không? 2 nhân với 7,5 là bằng 15, đúng không? 15 cộng 15 với 9 là cộng bằng 9 bằng 24, đúng không? 24. Ok, đáp án đúng là ý cuối này. Kịp không Phong? Kịp ạ. Đấy, ui giời, con của Phong đã vẫn chưa thể lên được. Gần ngang hàng rồi. Nào, phương trình đã cho có mấy nghiệm là số nguyên tố. Ok, con này các em giải ra đã. Các em bấm để máy tính giải nhé. Con này chỉ ra một nghiệm thôi bởi vì nó là phương trình bậc 1 các em ạ. Các em bấm là 3x đúng không? Anh bấm bằng máy lên cho nhanh nhé. 3x trừ đi 20 này, alpha bằng 12 trừ đi 5x. Bấm shift thôi. Do ra x bằng 4 phải không Phong? Mà Có Phong có ra x bằng 4 không đây? Bấm đi. Ủa, cậu mai cậu thi hôm nay cậu vẫn không chịu bấm. có máy của mình ở đấy mà. Đúng rồi, có máy đấy, bấm đi con phía. Có đúng x bằng 4 không? À, đúng mà. Thế 4 có phải là số nguyên tố không? Không ạ. Đúng rồi, 4 không phải là số nguyên tố nha. Số nguyên tố phải là cái số lớn hơn 1 nha mọi người nhé. Đấy, bắt đầu là từ số 2 đổ đi này, thì ta chỉ có mỗi số 2 là nguyên tố chẵn duy nhất nhé. Còn lại thì là lẻ hết, đúng không? 2, Vâng. 3 này, đúng không? 2, 5, 3, 7, 5. 7, 11, đúng không? Đấy, mấy con đấy Vâng. 13, đúng không? Vậy là chọn là 0. Ô, thế cái này có hai cái số 0 với số 1. Hả? Gì vậy? Hai. Tiếng gì vậy? Sao lại có hai cái số 0 thì bấm kiểu gì? Ồ. Cứ chọn cái đầu nhá. Vâng. Chọn đầu. Ồ, sai. Ôi. Thì nó có hai cái số 0 mà. Cái công ty này làm cái đề pha kia đấy Phong. Rồi. Anh đừng hỏi em anh hỏi thằng làm ra đề ấy em. Nào mọi người nhớ cái Ừ câu đúng tiếp rồi, theo hợp này lý. này. Hợp lý. Nào, diện tích của hình thoi thì nó bằng là gì nào? Hôm nay vừa ghi cho Phong một công thức đấy. Diện tích hình thoi sẽ bằng là 1 phần 2 Một nhá. phần hai 1 phần 2 nhân với tích hai đường nhân với chéo. tích của hai đường chéo. Đường chéo thứ nhất là bằng 6 này. Đường chéo thứ hai mọi người để cho anh là x gì nhá, vì chúng ta đang cần tìm AC và BD là hai đường chéo nhá. Và cái diện tích này đề cho bằng bao nhiêu? Có phải 24 Hai không? Và ta bấm shift zone thôi thì máy tính nó trả cho mình x thôi. Được chưa? Như vậy nó ra bằng 8, ok không Phong? Ok. 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 Đó. 8. Đấy, ui dồi ôi, con của thằng Phong. Trời. Vâng. Rồi. Cho hình bình hành ABCD này, diện tích của tam giác ABC bằng 25 thì diện tích của hình bình hành là bao nhiêu? Mọi người nhớ này, mọi người hãy tưởng tượng nhé, cái hình bình hành của mình ấy thì thực chất nó chính là bằng hai tam giác ghép lại nhé mọi người. Mọi người tưởng tượng được không? Mọi người nối cái đường chéo vào đúng không? Thì cái hình bình hành nó sẽ chia đôi thành hai tam giác mà có diện tích bằng nhau nhé. Thế một nửa của nó là bằng 25, mọi người thấy chưa? Một nửa bằng 25, thế thì nhân đôi lên có phải là 50 không? Ok không? Vâng. Phong hiểu không đây? Hiểu Ừ, anh. ok. Ui, ui. Cái tam Gì giác đấy? của thằng Phong. Nào, cho tam giác À. ABC cân tại A này, có BC thì bằng 12, chiều cao AH thì bằng 8, khi đó chiều cao tương ứng với hai cạnh bên bằng bao nhiêu? Ok, cái câu này chúng ta phải vẽ hình rồi. Thôi ra cứ làm từ từ đi, kệ nó. Vẽ cái tam giác cân nha. Thực ra là anh khoái cái trò này đấy Phong ạ. À. Phong. Cái tên anh đặt cho con cún rất là hay. Ừ, anh cảm ơn em. Anh thấy hay. Thực ra em thấy hay là đúng rồi, nhưng mà anh thấy nó cũng hay. Ok, Vâng. thế anh em mình giống nhau đấy nhỉ. Vâng. ABC nhá mọi người. Đó. Chúng ta sẽ có cái thằng cân tại A này đúng không? Đấy, chỉ có Phong thì không hay thôi. BC nó bằng 12 nhá mọi người. BC bằng 12 này, chiều cao AH bằng 8. Ồ, thế thì cái chiều cao này ngắn hơn à? Chúng ta vẽ cái chiều cao AH vào đây. Cái AH này nó cho bằng 8 đây này. Rồi. Khi đó chiều cao tương ứng với cạnh bên là bằng bao nhiêu? Thế bây giờ mình phải Pythagore thôi. Nào, mọi người Pythagore nhé. Thì mọi người có này. Đầu tiên có cái BH bằng bao nhiêu đã mọi người? BH nó bằng bao nhiêu? BH bằng Bằng 6 đúng không? sáu. Thế mọi người Pythagore ra thì cái AB có phải bằng 10 không mọi người?
À vâng. Có đúng không đây? AB nó bằng Có. 10 đúng không? Ở bộ 680 là bộ của tam giác ấy, thằng Phong còn nhớ không? Cho 8 10 á. Ừ. 3 4 5 6 8 10 là những bộ của tam giác vuông ấy Phong. Mày Pythagore xem có phải không? Căn bậc 2 của 6 bình Nhớ. của 8 bình có đúng là bằng 10 không? Đó, em căng nãy giờ rồi. Ừ rồi, ok. Đấy. Thì bây giờ anh gọi cái chiều cao ứng với cái cạnh bên nó có phải là chiều cao CK không mọi người? Anh viết là CK nhá, được không? Đó. Ok. Rồi, nào bây giờ mọi người nhìn anh tính cái diện tích của tam giác ABC này. Mọi người nhìn này. Diện tích của tam giác ABC có phải bằng là 1 phần 2 nhân với BC nhân với AH không? Đúng không? Nhưng mà nó cũng sẽ bằng là 1 phần 2 nhân với AB nhân CK, có đúng không mọi người? Vâng. Đúng không hả Phong? Bây giờ cả hai vế nó đều có 1 phần 2, anh lược đi nhá Phong nhá. Được không? Từ đó anh sẽ Vâng. suy ra này. Anh suy ra nào. BC có phải là bằng 12 không? Vâng. Nhân AH là Vâng. bằng 8. Mười Đúng mười không? Thì nó tám. bằng là 10 nhân CK chưa? Từ đó rút được CK Vâng. chưa mọi người? CK nó bằng là 12 nhân 8 chia 10 Mười đúng không? hai nhân tám. Bằng bao nhiêu? 9,6 phải không Phong? Vâng. Đúng chưa Phong? Đó. Vâng. Thằng Chín thằng 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 Phong nhìn cái hình này cậu đã biết tính chưa? 9,6. à, Ổn chưa? Ổn chưa? ổn 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 Ok. Đấy, nó là xuất phát từ công thức diện tích tam giác thôi nha Phong nhá. Được không đây Phong? vâng. Ok, nhớ số này đấy. Yên tâm tí tao khác gửi video cho. 5 phút nữa mà 100 là full phải không Phong? Vâng anh. Ừ. Nào, trước hết thì mình sẽ phải loại nghiệm của con này nhé. Mình bấm cho anh cái núm phân số ban đầu để cái mẫu là một này. Được chưa? Trên tử cậu Phong để cho anh này 3x trên cái gì đây? 3x trên 5 5 nhân với nhân x cộng 3 x cộng 3. Rồi, ok. Cộng đúng không? cộng Cộng 3x đúng không? ấy. Trên cho này 2x trừ 4 đúng không? Vâng. Đúng không Phong? Rồi, chuyển vế sang là bao nhiêu Phong? Trừ nhá, đúng không? Trừ 11x Ok, 11x trên cho x cộng 3 đúng không? nhưng mà câu này nhìn quen quen. Nhân x trừ 2, đúng rồi. Hôm nay mình vừa làm đó. Mình bấm shift À. zone. Xong mình bấm bằng. Rồi, nó ra được cái nghiệm đầu tiên nhá mọi người. Cái nghiệm đầu tiên là cái nghiệm 3,66667 này đúng không? Đấy. Vâng. Thì chúng ta loại cái nghiệm đấy đi bằng cách này. Chúng ta sẽ để cho anh cái số 1 ở bên dưới này thành cái nhân tử như sau này. Đó là x trừ đi 3, 3, nha. Mọi người bấm được cái số, muốn bấm được cái 6667 đấy thì mọi người bấm thế này này. Alpha, cái dấu đỏ đỏ này. Đó. Đó, 3, lặp lại cái số 6. Đó, ta bấm như vậy. Được chưa? Đấy, sau đó chúng ta sẽ bấm shift zone nha mọi người. Shift zone. Đó, bằng. Đó, nó ra cái nghiệm thứ hai đó là x bằng 0 nhé mọi người. Rồi, mọi người nhớ này, trong một cái tích nha, trong một cái tích mà có một thằng bằng 0 thì cả cái tích của mình có phải bằng 0 không mọi người? Không đúng Vâng. không? Vâng. Ok, như vậy thì cái câu này thì ta chọn là ý này nhá. Bằng 0 nhé mọi người. Vâng. Rồi. Đấy. Rồi, thế cái con của thằng Phong đâu? Mất Không rồi nhìn anh. kịp luôn. Ừ. Nào cô, bây giờ mình sang đến cái bài này. Đấy. Nào, con này bậc là bậc mấy thì mọi người chỉ cần nhìn vào hai con cao nhất cho anh thôi. Con này là 3, con này là 2 đúng không? Vậy cộng lại là 5 nhé mọi người. Ok Vâng. không? Ok. Câu tiếp theo nào. Cho tam giác ABC có diện tích bằng 36. AM là trung tuyến, G là trọng tâm. Khi đó diện tích của tam giác ABG bằng bao nhiêu? Hôm nay anh nói với Phong câu này bằng bao nhiêu Phong? Chia mấy à Phong? Chia 3 Đúng rồi, 36 chia 12. 3 bằng 12, ok. Đấy. Đây nhận anh giải thích cho Hà qua cái câu này nhá. Đây. Cái câu này nó cũng nhanh thôi. Hà Hà nhìn qua nhá, anh vẽ qua một tí này. Anh sẽ dùng luôn cái tam giác ở trong đây đi cho nó tiện. Thật ra tam giác nào nó cũng thế thôi Hà. Đấy. Mà anh sẽ dùng luôn cái trong đây cho nhanh nhá. Tam giác ABC này, AM là đường trung tuyến nhé. Vì đây là anh vẽ tam giác cân nên là trung tuyến nó cũng sẽ là đường cao luôn. Được không hả? AM là trung tuyến này. Có. Em chia cái tam giác này của mình thành cái đoạn AM này 3 phần nhé. Thì điểm G của em là trọng tâm nó rơi vào đây này. Ok không hả? Ok. Bây giờ em nối cho anh cái BG với cái CG để lại này. Được chưa? Thì em sẽ thu được ba cái tam giác. Em có thấy ba cái tam giác ở đây không?
Đây nha. Có. Anh tô cho em nhé. Đây là cái tam giác thứ nhất này. Đó, đây là cái tam giác thứ nhất nha mọi người. Đó. Ok không? Đó, ACG là tam giác thứ hai, được chưa? Và BGC là tam giác thứ ba. Thì mọi người nhớ là ba cái tam giác này sẽ có cái diện tích bằng nhau nhé mọi người nhé. Đấy, một cái tính chất rất đặc biệt. Do đó là nếu mọi người lấy một cái kim ấy và mọi người châm vào cái chỗ con G này, thì cái tam giác của mình ấy, nếu mà mọi người cắt một cái miếng bìa tam giác ABC ra nhé, và mọi người châm cái kim vào đúng cái chỗ con G này, thì cái miếng bìa sẽ đứng yên. À, nó sẽ đứng yên. Đó, nó thăng bằng á, ở bên trên cái kim đấy. Cái hình này chắc là không biết trong sách giáo khoa họ có vẽ hay không. Đó, thì cái điểm G này trọng tâm thì nó sẽ chia cái tam giác của mình thành 3 phần có diện tích bằng nhau nhé. ABG, ACG và BCG nhé. Ba cái tam giác ở đây diện tích bằng nhau nhé, được không? Đó, cái tính chất này rất là hay. Nộp qua nha. Ừ, chán quá, cái này không không có cái không có cái con thú cưng, hơi hơi chán. Đúng thật. Thôi ạ, Đúng liên lạc lại với ngay cái thằng sản xuất ra cái này nha. rồi. Sao anh? Ngay vào luôn. Tại vì là anh thích cái con, nó phải có cái con đặt tên ấy. Anh thấy thích rồi đấy. Thực ra là anh thấy cảm thấy thích thích công công ty rồi đấy. Đúng rồi. ABC nhé, AB nó bằng 9 này, AC nó bằng 12 này. Rồi, gọi D là điểm đối xứng của A qua cạnh BC nhé. Thế thì cái điểm D của mọi người nó rơi ở tít dưới này. Ok không đấy các thím? Có. Rồi, đây là điểm D nhé mọi người. Rồi, chu vi của tứ giác ABDC là bao nhiêu? Chu vi của tứ giác ABDC là bao nhiêu? Ok, cái này đơn giản nhé. Nối này vào đây này. Nối cái này vào đây, được không? Đó, thì mọi người nhìn này, do cái tính chất đối xứng, tức là cái tính chất của đường trung trực, nên cái thằng này có phải bằng 9 không? Và thằng này có phải cũng bằng 12 không? Vâng. Đúng không? Rồi, như vậy chu vi có phải là tổng độ dày bốn cạnh không mọi người? Đúng chưa? Như Vâng. vậy ta lấy là 9 cộng với 12 tất cả nhân mấy? Nhân 2 có đúng không? Nhân Bởi hai. vì là 9 và 12 đều xuất hiện hai lần mà, đúng không? 9 cộng với 12 bằng 21 đúng không? Nhân với 2 thì bằng 42 nhá mọi người. Ok không? Vâng. Được chưa? 42. Thằng Phong nhìn nhớ được cái hình đấy chưa? Vì thi nó sẽ gặp đó. Nhớ được chưa? Vâng. 42 nha. Ôi trên. 42 nhá. Gõ 52 vào đây. Đấy. Nào. Câu này đặt nhân tử chung phải không Phong? Câu này đặt nhân tử chung thôi. Nào. Viết sang bên kia tí viết thôi cho nó vui thôi chứ còn thực ra thì đi thi thì nhìn phát khoanh luôn rồi. Nào, chúng ta đang có là một cái con vế trái nhá. Vế trái hai con đầu mọi người có thấy nó có A chung không? Vâng. Ừ, thì ta đặt ra còn A cộng gì đây? A cộng 2B. 2B. Ừ, cộng 2 với 2 nhân với A cộng 2B đúng không? Bây Vâng. giờ mọi người tiếp tục đặt A cộng 2B ra ngoài thì trong ngoặc nó sẽ còn gì thôi? A cộng 2. Đúng rồi, tốt, còn A cộng 2 như vậy ta chọn ý này này. Ý giữa nha, A cộng 2, ý số 2. Ok, nộp nha. Rồi, hình bình hành nhá. Đã là hình bình hành thì A và C có phải là hai góc đối diện nhau không mọi người? Mọi người tưởng tượng Vâng. không? Như vậy Vâng. là hai góc đối diện sẽ bằng nhau luôn. Được không mọi người? Đó. Ok không? Ừ, còn hai góc kề nhau thì cộng nhau bằng 180. Kề nhau thì cộng nhau bằng 180 nhé. Nhưng mà đối diện nhau thì sẽ bằng nhau. Nộp luôn. Nào, câu tiếp theo. Con này để phân tích nhân tử thì chúng ta lấy máy tính chúng ta bấm nghiệm thôi nha mọi người. Đây, anh bấm cho mọi người xem nhé. Mod 922 này, nhập hệ số vào đây là 253 đúng không Phong? Mod Vâng. 922 nha Phong nhé, bằng này. Đây, mọi người thấy nó ra x bằng trừ 1 chưa? Vâng. X bằng trừ 1 nó chính là con x cộng 1 ở đây, có đúng không mọi người? Vâng. Rồi, bây giờ mình xem con tiếp là bao nhiêu? Trừ 3 phần 2. Ok, trừ 3 phần 2 nhé. Trừ 3 phần 2 thì nó là nghiệm của cái phương trình nào mọi người? Đó là 2x đúng không? Cộng với 2, 2 cộng 3. đúng rồi 2x cộng 3 đúng không? 2x cộng 3 thì xuất hiện là trừ 3 phần 2 phải không cậu Phong? Vâng. Rồi cậu can 1 vào đây. Cậu can 1 vào đây nhá. G1 thì cậu can 1 vào đây. Cậu bấm bằng này. Nó ra bằng 5 nhá. Được chưa? Thì đây là cách thứ nhất. Đây là cách thứ nhất. Ok chưa? Cách này phải dùng não. Đấy, cách này phải dùng não. Bây giờ hướng dẫn cậu Phong cách không cùng dùng não này. Cậu Phong nhìn này. GX. Cậu cậu nhìn này. GX nhà ở cái dòng số 2 này. GX có phải là bằng FX chia cho x cộng 1 không cậu Phong? Vâng. Có đúng không? Hà có nhìn ra được cái điều đấy không? Có. Ở nhà, đây nhà.
gx cái này thì nó bằng là fx chia cho x cộng 1 nào. Thế bây giờ nhá, fx là cái gì? Thì fx là con đề bài ấy, 2x thì bình phương, đúng chưa? Cộng với 5x, cộng với mấy đây? Cộng với 3 đúng không? Đúng chưa? Và chia cho x cộng 1, đấy, chia cho x cộng 1 nha. Rồi sau đó cậu can cho tôi cái số 1 này vào. Đó, cậu thấy chưa? Nó ra bằng mấy đây? Nó ra bằng 5, ok không Phong? Can, đấy, số 1 vào nhá, đấy, nó ra bằng 5, chốt 5 vào đây. Nộp này, sai này, đấy, câu này sai đề. Hôm nay có nhớ câu này không Phong? À. Sai đề mà. Nào câu tiếp theo này. Câu số 7, hệ số của x trong cái khai triển này là bao nhiêu? Hệ số của x trong cái khai triển này là bao nhiêu? Đấy, thì anh sẽ hướng dẫn thằng Phong bấm máy tính nhé, để có thể nhìn được con x. Nhưng mà từ từ để anh lót xem là cái đế liệu nó có ăn được hay không. Chờ anh chút nhé, anh bấm thử nhé. Trừ 5x này, cộng với 2 này, đóng ngoặc này, shift mũ 3, shift mũ 3 nhé. Rồi, cái con này con đề bài này, chúng ta sẽ can 1000 vào đây. Can 1000, bấm băng. Ủ, nó ra cái số này bự quá rồi, nếu mà bự cái này không được, thôi để anh khai triển. Thì anh không muốn chỉ cho em cái bấm bằng máy ở cái ấy này, tính bằng máy của cái này đi. Nào, bọn em còn nhớ cái khai triển của cái con A cộng với B tất cả mũ 3 không? Hay là con này mình viết lại đi, anh em mình viết ngược lại cho nó đẹp nhá. Kem gì này, con này anh viết ngược lại nó là 2 trừ đi 5x tất cả mũ 3, có được không các em? Đã. Được không ạ hả? Ổn lắm đấy, ổn lắm. Có ổn. Ok rồi, vậy con này bằng gì nào? Nó bằng là 2 mũ 3, đúng chưa? 2 mũ 3 trừ 3 nhân 2 mũ 2 nhân với 5x đúng không? Cộng với 3 nhân 2 nhân với 5x tất cả gì? Tất cả bình đúng không? Đúng chưa? Và cuối cùng là trừ đi 5x tất cả mũ mấy? Mũ 3. Mũ 3. Ok không? Con này bằng 8 này. Con này bằng bao nhiêu nào? 3 nhân với 4 là 60x. 60x. Ok. Ô, thế cái con này mọi người nhìn thấy cái con này có phải chính là hệ số của x không? Vâng. Đúng không đấy? Ok, rồi cái đằng sau này thì kệ nó nhé, không cần quan tâm đâu. Như vậy nó là âm 60 nhé, được không Phong? Được không? Vâng. Người ta yêu cầu là hệ số của x nhé mọi người. Hệ số của con x. Nào, thì đây có đúng là hệ số của con x không? Đây, âm 60 chưa? Nhìn ra chưa đấy? Vâng. Ok, vâng. Đó, chốt âm 60 nha. Không enter được nhỉ? Rồi. Rồi, A trừ B bằng bao nhiêu nhé? Con này mọi người có nhìn ra hàng đẳng thức không? Hàng đẳng thức số 3. Vâng. Được chưa? Nào, thế thì cái 121 thì bằng số nào bình phương? 121 bằng số nào bình phương? Đơn giản mọi người bấm căn bậc 2 của 121 bằng bao nhiêu? Ừ, 11 nhé. Thế còn 81 là số nào bình phương? 9 ạ. 9 đúng không? Hà có tính kịp không? Cái 121 này thì thực chất nó chính là 11 bình phải không Hà? Vâng. Đúng không? Thế còn 81 có phải là 9 bình không? Vâng. Ừ, rồi, thế thì tức là A ấy, mọi người tưởng tượng này, A nó chính là bằng 11, còn B của chúng ta bằng 9 nhá mọi người, được chưa? Thế thì A trừ B là 9 trừ đi 2 thì 9 trừ đi 11 trừ 9 bằng 2 đúng không? Đấy. Vâng. 2, được không? Các con này có cần viết lại không? Anh viết lại tí đi. Không cần. Không cần đâu gì. Đó, đấy, thế là bằng 2 nhá. 11 trừ đi 9 đúng không? Bằng 2 này. Đúng rồi. Con này là bao nhiêu đây? X mũ 3 trừ 9 x bằng 0 nhé. Cái này thằng Phong vào mod 923 nhé Phong nhé. Mod 923. Nhập hệ số vào đây này. 1 con x mũ 3 này, 0 con x mũ 2 này, âm 9 con x này, và 0 con tự do. Được không Phong? Dạ. Thằng Phong nhìn ra được không đây? Không có con bậc 2 và không có con tự do nhé Phong nhé. Nhìn thấy không? Dạ. Ừ, bấm bằng. Một phát này. Thấy chưa? Đánh số cho mình cái này. X1 đây này, X2 này. Thấy chưa? Và x3 đây này, như vậy là có mấy con? 3 con, ok, còn 3 con. Nộp nha. Nào, rút gọn con này ta thu được hệ số của A mũ 3 là bao nhiêu? Ừ, ok, nào, câu này rút gọn coi. Nào đây mọi người nhìn vào cái câu này nhá. Anh hướng dẫn mọi người làm nhanh câu này.
Mọi người tưởng tượng này, cái con đầu tiên thì cái a mũ 3 xuất hiện có phải nó chính là bằng 2x tất cả, xin lỗi, 2a tất cả mũ 3 không? Dạ. Mọi người có tưởng tượng được không? Cái con đầu tiên chỉ có con 2a tất cả mũ 3 mới xuất hiện mũ 3 thôi, có đúng không? A mũ 3 thôi, chuẩn chưa? Chuẩn. Hay là anh khai triển lần lượt ra cho mọi người xem nhé, được không? Tôi khai triển từ từ nhé, nhé, được không? Đúng chưa? Còn đúng không hả? Đây là con đầu tiên, đúng không đấy hả? Alo. Có. Ok, nào cái con thứ hai anh khai triển ở chỗ này nha, là bao nhiêu nào? 2a tất cả mũ mấy? Mũ 3. Mũ 3. Ừ, trừ đi 3 nhân với 2a. Trừ 3 nhân 2a. Bình nhân b đúng không? Bình. Cộng. Bình. 3 nhân 2a nhân b b bình đúng không? Và trừ đi b mũ 3, có đúng không hả? Vâng. Ừ, thế cái con đầu tiên cái a mũ 3 nó ở đâu? Ở đây phải không em? Nó bằng bao nhiêu nào? Có phải là 8a mũ 3 không? Đúng chưa? Con này cũng ở đây đúng không? Thì nó cũng xuất hiện là gì? 8a mũ 3 đúng không? Như vậy em cộng lại thì nó ra bao nhiêu nào? 16a mũ 3 nhỉ? Nhìn ra không đấy? Có. Chỉ có cái con này thì nó mới xuất hiện được a mũ 3 nhé các em nhé. Còn những con khác thì không xuất hiện được đâu. Ok chưa đấy mọi người? Ok rồi, như vậy là ra 16. Được không đấy Phong? Nhìn ra được không đấy? Những con khác không xuất hiện a mũ 3 đâu, nó chỉ xuất hiện a mũ 2 thôi. Tưởng tượng được không? A mũ 2 hoặc là a mũ 1. Thằng Phong nhìn ông đấy. Nhìn được không? Vẫn đang nhìn. Ồ, vẫn đang nhìn á. Trời ơi, sao chậm thế? Chậm thay thì nhìn kiểu gì? Đúng không? Con này chỉ xuất hiện là a mũ 2. Con này chỉ xuất hiện là a mũ 1. Con này là không có con a nào cả. Con này cũng là a mũ 2. Con này là a mũ 1. Và con này là không có con a nào cả. Nhưng bài người ta hỏi là a mũ mấy? A mũ 3 thì mình chỉ cần quan tâm cái con nào A mũ 3 thôi, con đầu tiên này này. A mũ 3. Đấy, thằng Phong nhìn ra chưa? Rồi. Ừ, đấy. Mình chỉ quan tâm cái người ta hỏi thôi nhá. Đấy, chứ mình quan tâm cả cái đống đấy là không được đâu, 16 phải không? Dạ. Rồi. Nào, cho hình thang cân này. Cho hình thang cân nhá, AB song song với CD nhá. Nào, trong hình thang cân ý, thì góc A có bằng góc B không? Tưởng tượng được cái hình thang đấy trong đầu mình không? Ủa? Tập tưởng tượng đi, góc A có phải bằng góc B không? Đúng không hả? Vâng. Ừ, góc C có bằng góc D không? Có. Ừ, rồi. Đấy, thì ta nhớ cái quan hệ như sau này, góc A bằng góc B nhá, góc C bằng góc D. Và góc A cộng góc C bằng bao nhiêu độ? A cộng C bằng bao nhiêu? Ok à? 108 à? Ừ, đúng rồi, 108. Trời ơi, mấy con giời này không nhớ cái tính chất. Vẽ nhà đây anh vẽ tay luôn. Xem trong đây có hình thang luôn không? Trong đây không có hình thang các cậu ạ. Không có ạ, thôi vẽ vẽ tay nhé. Thì vẽ bằng đây. Đấy, các cái con dòi này. Nào, AB song song CD này. Đây có phải là AB CD có đúng không mọi người? Đúng chưa? Góc A này có phải bằng 75 độ không? Đúng chưa? Thì mọi người thấy không? Góc A có phải bằng với góc B không mọi người? À. Đúng chưa? À. Thế còn cái góc A này này. Góc A này này cộng với cái góc D này bằng bao nhiêu nào? A cộng D hoặc A cộng C vai trò như nhau nhá. A cộng D hoặc A cộng C vai trò như nhau. Nhá thì ta nhớ này. A bằng B nhá. Đúng chưa? Thì nó bằng 75 độ. Nhưng mà A cộng với D này. Đấy, nó sẽ bằng với A cộng C nhá, bởi vì là D bằng C nhá. Thì cái này phải bằng bao nhiêu? 108. 108 đúng không? Thằng Phong nhớ tính chất này không? Góc ở vị trí trong cùng phía đấy Phong. Má. Ừ, như vậy là bằng 75 nhé. Kịp chưa, kịp chưa? Kịp. Ừ. 75 nhé. Nộp nào. Hình bình hành có mấy cặp cạnh bằng nhau mọi người? Mấy? Có 2. Đúng rồi, 2 đúng không Hà? Đúng không? Ừ. Tiếp nào. Cho hình bình hành nhé. O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD này. Ờ, thế thì OB và OD có phải nằm trên đường chéo không mọi người? Vâng. Được chưa? Thế thì OB bằng 12 thì OD cũng bằng, thì BD bằng bao nhiêu? Có phải 24 không? Vâng. Mọi người tưởng tượng được không? O chính là trung điểm của BD đấy, đúng chưa? Hà có hiểu kịp không? Có, hiểu. Okay. Nào, cho x cộng y bằng 2 đúng không? Cho x cộng y bằng 2 thì giá trị của biểu thức này bằng bao nhiêu? Mọi người để cho anh là x bằng 1, y bằng 1 là xong nhá. Thằng Phong hiểu không? Cho x bằng 1, y bằng 1 nhá. Để anh chụp lại cái câu này đã. Đây, anh dẫn ra đây.
có rất nhiều cách cho. Thằng Phong thích cho bao nhiêu cho, anh cho 1-1 hoặc là 0-0 tùy. À 0-2 đấy tùy thằng Phong, mày thích cho bao nhiêu cho. Anh cho là 1-1 nhá Phong nhá, được không? Dạ. Ok, vậy anh sẽ bấm là gì nào? Âm của 1 cộng 1 đúng không? Đúng không Phong? Cộng với 3 nhân với 1 cộng 1 phải không Phong? Dạ. Có đúng không đây? Bởi vì là 1 mũ 3 với 1 mũ 2 nó đều bằng 1, mọi người tưởng tượng được không? Được không đây? Vậy kết quả nó bằng 4 nhé, rồi cứ bấm ra đã, để tí nữa. Ok ạ. Hết giờ rồi. 5 phút thôi mà anh. Ok, đây nhá. Đây, để cho mọi người xem lại cái biểu thức. Ở đây anh đã chọn nhé mọi người, anh chọn này. Anh chọn x bằng với y bằng với 1, được không? Thì lúc đó a của mọi người bằng bao nhiêu nào? A của mọi người bằng trừ của 1 mũ 3 cộng 1 mũ 3 đúng không ạ? À? Cộng 3 nhân với 1 bình cộng 1 bình. Hà có nhìn kịp không Hà ơi? Có. Ừ, trừ 2 cộng với 3 nhân 2 đúng không? Như vậy nó bằng là gì? Bằng 4 đúng không Hà? Vâng. Nhìn ra chưa? Hai đứa không hiểu không đấy? Vâng. Có. Ừ. Đấy, đơn giản. Đấy, chỉ có vậy thôi à. Ok, anh chữa nốt mấy cái câu thằng Phong lận hỏi anh nhé. Vâng. Cái câu nãy vừa trước thì em cũng hỏi cái câu đấy. Đây đúng không? Thằng Phong nó tính ra bằng 0 này. Wow. Rồi, số thích hợp để điền vào chỗ chấm á. Câu này phân tích nhân tử đi Phong. Anh viết ở đây anh phân tích nhân tử cho xem. Nào, phòng to lên. Ok. Là câu này mình phân tích nhân tử thôi Phong. Đây nha, thằng Phong gì này. Con này thực chất là ở cái chỗ dấu chấm chấm ấy này. Mọi người nhìn thực chất nó đang ở một cái liên kết nhân thôi đúng không? Vâng. Một cái liên kết nhân. Đấy, một cái liên kết nhân đây, để anh chỉ cho mọi người nhá. Đây. Mọi người có thấy ở đây nó là một cái liên kết nhân không? Có. Anh sẽ gọi cái con này là một cái con A lớn nhé mọi người, được không? Thế thì A lớn của mọi người có phải nó bằng là gì? Nó bằng là cái con vế trái và chúng ta chia cho 2x trừ 3 không mọi người? Có đúng không? Vâng. Đúng không hả? Chuẩn không đây? Đúng không? Ok à? Không thấy nó đúng à? À, đúng rồi. Ừ đấy, xong rồi. Thế bây giờ chúng ta lấy máy tính chúng ta bấm cái con vế trái nhé. Để anh bấm cái con vế trái này. Con vế trái đó là x trừ đi 2 này nhân với 2x trừ 3 này, được chưa? Cộng với này, chỗ này là 2x trừ 2 này, được chưa? Trừ đi 1 này, đúng không? Đây là con vế trái và anh sẽ chia cho bao nhiêu nào? Chia cho 2x đúng không? Trừ đi 3. Ok không mọi người? Vâng. Ừ, rồi anh sẽ can số 1 vào đây nhé. Can 1 ra bằng 0 này. Đấy nha, mọi người nhìn nhá. X trừ đi cái con hỏi chấm này. Nào, đấy là con A đấy. Con A nó bằng là con x hỏi chấm nhá, được chưa? Anh viết này. Khi x anh can bằng 1 thì A máy tính trả cho mình bằng 0. Đây này, anh cho mọi người xem lại nhá. Đây, anh can này, anh nhập vào đây là x bằng 1 này. Thì máy tính nó trả cho mình nó bằng 0 nhá mọi người. Đó, tức là gì? Khi x bằng 1 thì A bằng 0. Vậy anh sẽ viết vào đây này, 0 bằng x trừ đi con hỏi chấm, được chưa? À, anh xin lỗi, x bằng 1 nhé. X bằng 1 trừ đi con hỏi chấm. Như vậy con hỏi chấm bằng mấy mọi người? Hỏi chấm bằng mấy? Có phải bằng 1 không mọi người? Có đúng không đấy phải không? Nhìn thấy chưa? Ờ từ từ nhá, bây giờ này nhá, nói chậm cho dễ loa này. Cái con A bằng con vế trái chia cho con 2x trừ 3 đã đúng chưa đấy? Cái con này đã đúng chưa? Đúng rồi đúng không? Rồi thì đây, đầu tiên cậu Phong cậu cứ lấy cho tôi con vế trái, cậu Phong thấy chưa? Lấy con vế trái, cậu chia cho cái con 2x trừ 3 nha, được không cậu Phong? Được. Ừ, đấy, cậu bấm máy tính chưa? Rồi. Ừ, rồi, sau đó cậu can cho tôi vào đây, cậu can cho tôi x bằng 1. Can cho tôi x bằng 1. Thì biểu thức có phải nó ra bằng 0 không? Vâng. Ừ, đấy, thì tức là cậu hiểu như thế này này. Khi x bằng 1, đúng chưa? Khi x bằng 1 tức là cái x là cái cậu vừa can đấy, thì máy tính nó trả cho mình a bằng 0 đúng không? Đấy thì a bằng 0 thì a nó chính là cái con gì? Cái con mà chúng ta đặt đây này, nó chính là con x trừ đi cái chấm chấm chấm. Cậu Phong có hiểu không? Ừ đấy, thì đây thì tôi thay vào đây. Tôi thay cái con a nó chính là số 0 đúng không? Còn tôi thay cái con x nó chính là cái con gì?
con số 1 đúng không? Còn con hỏi chấm là tôi đang cần tìm, đúng không? Thế thì chỉ có 1 trừ 1 nó mới ra bằng 0 thôi, đúng không cậu Phong? À. Ừ, đấy, thế thôi. Đấy, đơn giản. Nha. Còn đỡ phải đi phân tích cho mọi người. Rồi, ok, nốt cái câu này này. Thằng Phong hỏi nốt cái câu này là xong rồi. Cho tam giác ABC này, các cái đường phân giác này, tính độ dài đoạn thẳng AB. Nó vẽ qua cái hình nhá. Còn nốt câu này chúng ta đi ngủ nha các sếp. Nay mệt ghê. Cứ vẽ qua cái hình trước đi các sếp ạ. A này, B này, C này. Đường phân giác BDCE này. Ok, mọi người nhìn ra được hai cái đường phân giác BD và CE chưa? Được. Ok. Rồi, ok. Thế bài này nó cho mình cái gì đây ta? CD trên AD à? CD trên cho AD bằng 7 phần 5. CD trên cho AD bằng 7 phần 5. AE trên cho BE thì bằng 4 phần 3. Chu vi của cả tam giác này bằng 60. Khi đó độ dài đoạn thẳng AB bằng bao nhiêu? Ừ. Ok, thế bài này người ta cho mình cái bài này là tính chất tia phân giác rõ rệt rồi đây này. Nào. Mọi người xem có phải không nhá. CD trên cho AD. Nha, mọi người nhìn có nhìn được không? Thì lúc đấy người ta phải lấy cái con màu vàng này làm tia phân giác này, được không mọi người? Đấy. CD mà chia cho AD nhá thì nó sẽ là bằng bằng BC. Đúng không? Trên cho BA. Đúng chưa? Và cái này nó sẽ là bằng 7 phần 5. Có đúng không các sếp? Đúng. Đúng chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ dùng cái phân giác còn lại này. Đây, phân giác còn lại là cái con màu xanh này. Để các thím cứ nhớ là cái tia phân giác nó sẽ chia đôi cái tam giác của các thím này. Đấy, các thím nhìn tiếp nha. Cái này khó hơn này. AEA trên cho cái BEA nhá. Đó, thì các thím phải nhìn vào cái đường phân giác màu xanh nhá. AEA là ở nửa bên trên đấy. Thì nó chính là bằng CA trên CA trên CB. Đúng không? Thì cái này bằng 4 phần 3. Có đúng không các thím? Đúng. Rồi, ok. Thế thì bây giờ nó lại cho thêm là chu vi của tam giác ABC bằng 60. Chu vi thì có phải là gì? Bằng AB cộng BC cộng với AC không các thím? Vâng. Bằng 60 không? Rồi, bây giờ bài này yêu cầu tìm cái thằng AB các thím ạ. Đây này. Bài này yêu cầu tìm AB. Như vậy là chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta gô cổ được cái thằng AB ra. Nào, thì bây giờ các thím nhìn nhé. Từ cái con này này. Từ cái con này tôi sẽ rút cái thằng BC ra các thím nhìn nhá. BC có phải là bằng 7 BA trên cho 5 không? Có đúng không? Đúng không? Đúng không đấy các thím? Đúng không? Đúng. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Đấy. Đấy. Ờ, nhưng mà nếu mà rút như thế này thì liệu có lụng đúng không nhỉ? Rút như thế này thì khả năng không lụng được, tại vì cơ bản là nếu rút thế thì cái đoạn kia thì CA nó cũng lại ăn theo CB, đúng không? Nếu mà rút kiểu này thì không lụng được rồi, không lụng ngay được. Rồi thế thì để tôi rút theo lối khác đi, tôi rút theo lối khác, để tôi rút theo này một cái lối khác nha. Tại vì hai cái con này nó đang chung nhau, các thím nhìn kỹ nhá, có phải nó đang chung nhau BC không? Các thím nó chung nhau BC không? Ờ. Đấy, thế thì bây giờ tôi sẽ rút đi. Tôi rút này đi, tôi rút ra. BA này, đây có cậu Phong, tập trung cậu Phong ơi. BA bằng gì nào, cậu Phong ơi? BA thì nó bằng gì nào? Nó bằng 5 lần BC trên mấy? Trên 7 đúng không cậu Phong? 7. Ừ. Còn con dưới này rút ra nào. Con dưới này rút ra nhá. Đó là CA. CA thì có phải bằng 4 lần BC trên mấy? À 4 lần CB trên mấy? 3. Ừ, trên 3, ok. Bây giờ chúng ta thế nó vào cái con đầu tiên này. Kem thế vào con đầu tiên nhá. Con AB, AB với BA là 1 nhé, như vậy nó có phải là bằng 5 phần 7. 5 phần 7 của BC không? Con đầu tiên. Có đúng không? Vâng. Cái con AB đây này, là cái con màu tím ở bên trên này. Đấy. Con BC ở giữa thì chúng ta để nguyên. Được chưa? Con AC cuối cùng nhé, AC nó bằng là 4 lần BC trên 3 đúng không? 4 lần CB trên 3. Đó, thì cái này bằng 60. BC với CB là 1 nhé. Chúng ta sẽ gọi nó bằng X và chúng ta sau máy tính nó giải. Đây chúng ta lấy nhá. 5 phần 7 này. Của xì, được chưa? Cộng với xì này. Cộng với lại 4 phần 3 của xì. Đó, chúng ta cho cái này nó bằng là 60 nhá.
cho cái này nó bằng 60. Alo, cậu không lắc tiếng đây cậu không ơi. Mình đang lag đây. Đồng hóa đang chậm thế. Chậm này. Tụi em đổi cái phần mà anh tách ra. Tách cái nào em? Cái phần mà giờ BA bằng 5 phần 7. Nhân chéo BC. Em ơi, nhân chéo chia ngang, được chưa? Không biết luôn. Cậu tốt nghiệp lớp 5 chưa? Rồi anh. Tốt nghiệp lớp 5 rồi á, loại gì đấy? Xin giỏi anh. Loại giỏi, loại giỏi mà không biết cái này. Trời ơi, chịu đấy. Cái BA này này, cái BA này cậu rút ra có phải là... Nhân... nhìn chút là hiểu mà. Nhân chéo cơ mà. Ủa, nhân chéo 5 lần BC và chia cho 7 có đúng không? Ừ. Ok, cái thằng này... Thằng này làm sai. Du ok, du loát ok. Are you ok? Đúng chưa? Ok. No. Cái gì cơ? Mày không biết cái tính chất nhân... Không? Không biết tính chất nhân chéo này à? Ủa, alo? Nó vẫn giống mấy cái phần trước mà. Ủa, cái này có cái gì lạ đâu nhỉ? Nhân chéo chia cho nó hơi ngược, nó hơi ngược chút thôi. Cái này này, vẫn nhìn ra được mà. BC với 5 mà trên đường chéo thì mày nhân chéo. Ờ, nhân chéo và chia cho thằng 7 thì ra thằng còn lại thôi chứ có gì đâu. Kìa. Ok, cái thằng này. Thằng này bị... Chắc là nó sắp thi rồi nên là nó hơi gọi là stress phải không? Không, không, chính là đang không hiểu. Không hiểu cái gì? Nói. Không hiểu để anh cho mày chép phạt độ 500 lần. Mày hiểu ngay. Ôi. Mà đâu, là cái đâu. Là cái BC trên BA là anh tính là anh tìm BA mà cái dưới là xe trên CB là anh tính CA nhìn tại vì nó đấy. Chung nhau BC con giỏi ạ à. Đây này nó chung nhau BC cho nên là mình phải gô cổ cái lượng chung ra được chưa cậu à được chưa đó là vậy đó ừ chứ nếu mà mình rút theo kiểu kia thì mình không không thể thế nó quy về cùng một mối được đây này cậu nhìn thấy không. Lúc này cậu đã biểu diễn được, cậu nhìn kỹ nha, nhìn thật kỹ vào đây. Cậu thấy không? BA có phải được biểu diễn theo BC không? Cậu thấy không? Vâng. CA cũng được biểu diễn theo BC, đây này. Thì lúc sau cậu thế vào nó mới ra BC chung chứ. Cậu nhìn đây này. AB với BA thực chất là 1 nha. Cái con này có phải là bằng 5 phần 7 của BC không? Cậu nhìn thấy con đầu tiên chưa? Rồi. Con BC ở giữa nó ra cái chỗ này nha, cậu thấy chưa? Đó. Còn con AC có phải nó là cái con này không? Cậu nhìn thấy không? Vâng. Được chưa? Thế bây giờ cậu nhìn thấy nó chung một cái mối của con CB chưa? Cậu Phong nhìn thấy chưa? Rồi. Đấy, thì bây giờ cậu đặt cái CB làm nhân tử chung hoặc là cậu coi nó bằng x đi. BC với CB là một thôi, cậu coi nó bằng x. Đây, cậu thấy chưa? Tôi coi nó bằng x và tôi cho nó giải phương trình. Ok cậu Phong? Rồi. Đó, thì nó ra x của cậu là bằng bao nhiêu đây? 19,6875, cậu Phong nhìn thấy chưa đấy cậu Phong? Rồi. Ok nha, như vậy là cái CB này thì nó bằng là 19,6875. Nhưng mà bài này nó không hỏi như thế. Bài này nó hỏi cái gì hả cậu Phong? AB. Ok, cậu nhìn vào cái màu xanh lá cây tôi khoanh tròn ở bên trên này này. Đó, thì từ đây cậu suy ra ngay cái AB của cậu ấy có phải là bằng 5 phần 7 nhân với cái con BC không? Có đúng không? Màu xanh lá cây khoanh tròn đây này, này. Ở bên trên, nhìn thấy chưa? Ờ, cậu không nhìn ra được á? Trời. A vợ, vợ. Tôi phải cho cậu đi khám lại. Nào BC bằng bao nhiêu? Đây BC vừa tính đấy. Là 19, phải bao nhiêu đây? 6875 phải không cậu Phong? Yeah. Đấy cậu nhân đi xem năng bao nhiêu. Trời ơi. Cho đi khám lại ngay. You need to check your eyes. 225 vừa 16. Ừ, là ý cuối này. Được chưa cậu Phong? Vâng. Yeah. You okay now? Phong kiểu đây là đâu và tôi là ai? Được chưa các thím? Rồi, được rồi. Ừ, đấy. Thôi gửi lại cho cậu Phong cái này xong cậu Phong nghỉ ngơi đấy. Cậu có muốn xem lại video không? Ừ. Hay là cậu đi ngủ luôn bây giờ? Bye. Bây giờ đi ngủ anh. Ok, thế nhá. Rồi, bye bye mọi người. Em chào anh. Ok. Chào mọi người. Kết thúc rồi. Nhưng mà anh thấy cái thằng à cái gì nhỉ? Dạ. Cuộc đua kỳ thú à? Ừ đúng rồi, game đấy hay. Hay quá, hay luôn. Hợp với thằng Phong. Được. Very hợp. Lúc nãy mình có cái con thú tên là gì nhỉ? Phong. Phong đúng không? Đấy.